Hello, buổi tối ngày hôm nay Sanh mến chào hết tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với video của Sanh ngày hôm nay. Ngày hôm nay Sanh cùng với Bi Thắm tiếp tục đi ra biển để mà săn bắt hải sản mọi người. Hôm nay Sanh sẽ xuống cái cồn cát để mà săn ghị nha mọi người. Sanh cũng mời hết tất cả mọi người cùng theo dõi để coi thử tối nay Sanh sẽ lặn và bắt ghị như thế nào nha. Sanh cũng mời hết tất cả mọi người nha. Bi Thắm thì đang đi trước á mọi người. Đang xách rộng với lại dầu để mà tí nữa mình chạy máy á. Đây, để ra tới biển rồi nè. Đây là chiếc ghi của mình luôn nha. Bây giờ thì hiện tại đang trên đường chạy tới chỗ để mà lặn nha mọi người. Sanh thì đang vô đồ để mà tí nữa tới nơi thì mình nhảy lặn luôn. Rồi, bây giờ thì mời hết tất cả mọi người nha. Hôm nay thì săn lặn nước cũng hơi sâu nha mọi người. Xuống dưới này thì rất là lạnh luôn á. Ở đây thấy có một con cá đục nó đang vùi nè. Rồi, một chĩa thì trúng luôn nha. Con cá này ở chỗ Sanh còn gọi là con cá đục thước nha mọi người. Con này nó khoảng tầm một lạng thôi, nó cũng chưa đủ để mà người ta mua theo xuất khẩu nha. Và ở đây có thấy một con sò mai nè, cái lằn của nó đang hẻ nè mọi người. Bây giờ mình phải đèo để cho nó không bị bứt cái rúng của nó nha. Nếu mà bứt cái rúng của nó sẽ bị chết. Rồi, lên rồi này. Wow, con này thì chắc tầm khoảng 30 ngàn nha mọi người. Ở đây có thấy một con ghị cù Sanh này. Con này thì cũng hơi nhỏ nha. Nó tầm khoảng loại B rồi. Đây là một con cá ngộ nha. Rồi, đây nè. Nó y hệt con cá dảnh luôn nha mọi người. Ở đây mình có thấy một con tôm hùm nè. Con này thì cô chạy rồi. Con tôm này nó chỉ bằng ngón tay mình thôi, nhưng mà nó rất là lanh. Đây mình có thấy một con cá dừa nè. Rồi, bên này lại có một con ghị nó đang vùi nè. Tí nữa là nó chạy rồi. Đây nè. Đây nó cũng là ghị cồ nhưng nó cũng hơi nhỏ luôn nha. Bên đây lại thấy một con cá dừa nữa nè. Rồi, ở này ốc lẹ này rất là nhiều nha mọi người.
những con ốc này chỗ mình nó không có mua nha, tại vì ốc này không có ăn được. Đây mình bắt cho mọi người xem này, thịt nó rất là nhiều luôn, nhưng mà sao không ai ăn hết không biết nữa. Đây mình có thấy một con ghì mái nè, nó vui rồi. Con ghì này thì rất là nhỏ nên xanh thẻ đó nha. Và ở đây lại có một con ghì cồ xanh nữa nè, chạy nè. Ở này thì không có ghì lớn mọi người ơi, chỉ có, ôi đây là một con nữa này. Con này thì nó đang ăn mồi nha, nó đang ăn con ốc đó mọi người. Rồi toàn là ghì khoảng lỗ 2 lỗ B thôi nha, nó không có to không. Ô đây là một con nữa này. Wow, nằm chỗ này tới bê con ghì cô luôn á. Con này thì to hơn hai con nãy nha. Đây mình lại thấy một con cái dừa nữa này. Cái dừa cỡ này mà về nấu chua là hết sảy luôn nha mọi người. Ở đây lại có một con ghì nó đang vui nữa nè. Đây cũng là con ghì cồ luôn nha. Đây nè, ghì ở này thì nó không có to không. Nãy giờ mình chưa thấy con nào to hết à. Đây là một con cá đục nữa nè, nó đang vui á mọi người. Để mình chĩa lên cho mọi người xem nè. Đây, con cá này quăng đêm là nó vui hết nha, mình chỉ thấy cái lằn của nó vui thôi. Oh, đây có một con ghì nữa nè, nó cũng đang vui luôn. Wow, đây là ghì mặt trời nha mọi người, chỗ mình còn gọi là con ghì bông nha. Bên này có một con cơm nấm nè, được luôn rồi. Bên này lại có một con ghì nữa nè. Nó vừa thấy điện binh mình nó để dùi xuống rồi, chạy nè. Đây lại thêm một con ghì mặt trời nữa này. Con này nó rất là lanh, nó chạy rồi. Đây lại có một con cơm nấm nữa nè. Ôi lại chạy luôn rồi, chạy nè. Xanh vừa lặn thì cũng được bao nhiêu ghì đây rồi á mọi người. Nhưng mà chỗ này nó cũng hơi đục á, nên bây giờ thì xanh phải lên ghi lại để mà coi thử còn chỗ nào để mà lặn nữa không nha mọi người. Còn nếu mà đục nữa thì chắc xanh về, chứ nước nó đục quá thì cũng không lặn được nha. Hiện tại thì tới cũng 2-3 chỗ rồi nhưng mà nó đục quá nên cũng không lặn được nha mọi người. Đi thắm thì cũng đang lựa đồ để mà đi về. Thì xanh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này nha. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.